Truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV tổ chức cuộc thi Giả khúc xưa và nay mùa 2. Giả khúc xưa và nay hứa hẹn là một sân chơi hoành tráng, hấp dẫn và ý nghĩa, giúp các anh chị em gắn kết với nhau bằng tình yêu âm nhạc. Những tình khúc xưa sống mãi với thời gian. Em yêu anh cho anh hết cuộc đời. Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chập nối, vẫn biết phút bên nhau sẽ tươi vui một ngày về. Du dương du lời tình ca ngân nga bao cung điệu say, đường tình nhiều lối em. Khổ cả đời tôi, ơi bà Di ơi, bà rằng bà Di ơi. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người. Những giai điệu mới được nhiều người yêu thích. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Dành những tràng vỗ tay thật lớn thật đồng nhiệt để chúc mừng cho các thí sinh trong đêm gala ngày hôm nay đã thật sự tỏa sáng để chứng minh được rằng người dân em không bị. Giả khúc xưa và nay sẽ giúp bạn tỏa sáng với niềm đam mê ca hát. Thời gian đăng ký từ nay đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2019. Giả khúc xưa và nay, nơi giúp bạn tỏa sức thể hiện niềm đam mê ca hát. Hãy nhập tay đăng ký ngay hôm nay để trở thành người chiến thắng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Những giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón bạn: giải quán quân trị giá 100 triệu đồng, giải á quân trị giá 50 triệu đồng, giải phụ trị giá 20 triệu đồng. Tiền thưởng bao gồm hiện kim, hiện vật và một gói truyền thông. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Vòng bán kết 1 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Vòng bán kết 2 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Vòng chung kết 1 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Vòng chung kết xếp hạng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2019. Đăng ký tham gia dự thi và tài trợ vui lòng liên hệ hotline 0908 707 186, 093 666 7854 hoặc 0911 711 866, gmail Giải khúc xưa và nay 2018@gmail.com hoặc truyền hình trực tuyến Việt Nam a@gctv.vn, fanpage www.facebook.com/giải khúc xưa và nay.